với thành tạm dân. Đá này sẽ cải tạo tương thích theo kiểu của tạm dân. Tương Thị Xuân, anh là người chỉ biết tình cảm phải không? Không sai thì cứ vậy. Tự tính ở bên ngoài xã hội được không? Ai đó xin lỗi Thị Xuân, tôi đã buồn áo rồi này. Không sao. Đi vào đi. Mở ra. Không đúng, tôi còn đặt cả dài và đặt hàng nữa cơ mà. Xin Phương Sinh, ví dụ như hút rượu không đã, rồi muốn giao bụng đã sao? Thì tôi muốn tính cái gì? Dạ. Chắc cái ngon mà cây nóng quá, tóc khô, vào nửa bụng cũng ngay chẳng cái việc đó ta thấy thì chính là có một tự nhiên. Thanh lọc cơ thể giúp bạn tươi mát mỗi ngày. Trong thanh nhiệt đó ta thấy thanh lọc cơ thể tươi mát mỗi ngày. Bạn có nhận ra chàng trai đang loay hoay với trái bóng một cách vô lý không? Sau một pha xử lý không tốt, anh ta đã để mất bóng rồi phải phạm lỗi với đối phương. Hay như đường truyền ngáo đét này, và bóng mà nhiều người đã nghĩ anh ta đã truyền cho người âm. Và để kiếm trận đấu của mình không thể tồi tệ hơn, đây là cách mà anh ta dứt điểm. Một cú sút đơn giản là vãi cả chu vi. Bạn tin được không? Nhân vật xuất hiện trong video trên chính là Kevin De Bruyne. Trận đấu đó Chelsea chỉ phải đối đầu với Sunderland, và hãy nhìn cái cách mà De Bruyne thể hiện thật sự khiến ai cũng phải ngán ngẩm. Xử lý bóng không tốt, chuyền bóng tệ và dứt điểm cũng chẳng ra làm sao. Đó không phải là điều mà người hâm mộ The Blues muốn nhìn thấy ở một tiền vệ công. Và cũng từ sau trận đấu đó, đã tiến tương lai của De Bruyne.